loa lắc 12 anh em nhé. Anh em đang chuẩn bị treo loa đây. Đầy đủ đồ nghề luôn anh em nhé. Căn phòng khá là bé. Treo loa thì tránh hạn chế bụi anh em nhé. Lót, cái tấm này là tấm lót của loa anh em nhé. Lắp cái bộ sử dụng loa lắc 12. Bát rất mạnh, không cần dùng su. Bát rất mạnh. Sử dụng một mic 7525 anh em nhé. Vang LX8 đẩy D2.8 anh em nhé. Với cấu hình rất là đẹp, nhỏ gọn. Không cần su luôn. Không cần su luôn. Rất đơn giản và hay. Xong đằng sau này nó có cái nút, đằng sau nó có nút thì anh tắt phát nút, tắt tất cả là, tắt hết là nó sẽ tắt hết cái phần nhạc vì nó đi có một dây riêng. Đấy, xong này khi anh bật lên này, anh bật lên thì nó khởi động lên phát là anh bật cái này lên rồi. Đấy, xong là anh vặn cái nút này. Đấy, lên tới 2 giờ hoặc 3 giờ. Đấy, xong lên, bắt đầu là mình khiển thế này. Nhiều bát. Anh nghe nó nhiều bát hơn đúng không? 5 thì là nhiều.